Rồi, hello, xin chào anh em, chào cả nhà. Bây giờ sang lại tiếp tục cái những cái combo. Khi nào mà cái video mà mình tắt đi đó nghĩa là nó đã hết combo nha anh em. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái combo trong video này. Đó là cái combo 103. CB 103 thì nó sẽ có một cái kiềm của Mỹ, Ideal ha, kiềm Mỹ. Một cái kiềm cắt. Cái này nó sẽ là cái chức năng là cắt và tút dây điện. Kiềm này rất là mắc tiền, không rồi bán rất là mắc tiền, nhưng mà hôm nay mình sẽ còn hai cây cuối trong cái kho mình thanh lý luôn. Kiềm này mình bán như cũng cả năm rồi đó. Ở đây thì nó sẽ là cắt tốt dây điện. Cái này nói chung là hàng rất là tốt, nhưng mà có cái nhược điểm của nó là cái lỗ nó hơi nhỏ. Thì cái này anh em làm bên cáp quang á thì ok ha. Cái này nó tốt cáp quang là ok luôn, ngon lành, rất là bén. Hàng sản xuất thương hiệu của Mỹ và sản xuất tại Nhật cái gì ấy. Đây nó sản xuất, nó để đây là hình như là đúng, nó chỉ tiếng Nhật không à. Nhưng mà cái công ty là hàng Mỹ, Ideal này là nổi tiếng à. Thì cái kiềm này ha, mới chưa có sử dụng, và một cái bộ lục giác của hãng Topman Nhật Bản. Thì đây nó sẽ 10 ly, 8 ly và nó thiếu 6 cây 6 ly ha. Đây là 5 và thiếu cây 4. À, còn đây là 3, 2.5. Đó. Thì thiếu ở đây là như là 2 cây, thiếu 2 cây cái bộ này. Nhưng là hàng tốt ha. Tiếp tục là một cái thước cuộn bỏ túi 2 m. Đây, đó. Mới chưa dùng. Combo này mình bán với giá là 300.000, mã đặt hàng của nó là CB103. CB103 với giá là 300.000 cho cái combo này ha. Và giá là giá chưa có ship nha anh em. Anh em chuyển khoản sẽ được miễn ship khi mua đơn hàng trên 300 dưới 2 kg. Tiếp tục là một cái combo nữa, cũng là một cái kìm của Ideal Mỹ ha. Đây nó sẽ có là một cái tô vít BF2, tô vít dẹp, tô vít kìm cắt của Mary, ha. Đó. Và một cái tô vít trắng gỗ. Đó. B3. Combo này giá của nó là 340.000, ha, mã đặt hàng là CB104. CB104 với giá là 340.000. Cái kìm này là bình thường là giá 400 mấy đồng nha anh em, 450.000 á. Kìm này mắc tiền á. Và hôm nay anh em mua cái này chỉ có tổng cộng hết chỉ có 340.000 thôi ha. Hàng tồn kho lâu cho mình sẽ thanh lý để cập nhật thêm những cái mặt hàng mới cho anh em. CB104 nha anh em, 340.000. Tiếp tục là CB105. CB105 mình sẽ có là một bộ đực gỗ rầm 3 cây ha. 3 cây đực gỗ hàng Nhật, nhưng mà nó xuất Nhật anh em, nhưng mà còn mới bán, nó chưa có dùng mà tại nó rỉ sét thôi. Đó, 3 cây. Rồi một cái xà cày mới luôn. Đó, nói chung là đồ để làm mộc. Xà cày Yamaguchi 300 ml, hàng chưa dùng. Và một cái búa đóng đinh, nhổ đinh. Combo này mình bán với giá là 380.000, mã đặt hàng là CB105. CB105 với giá là 380 ha. Giá chưa ship nha. Tiếp tục là CB106. CB106 sẽ là một cái thước cân thủy ba thủy nội địa Nhật, và cây này nó chiều dài tới 6 tấc luôn, của hãng Loverman. Đây, cây cực kỳ dày nha anh em, thủy nó rất là bền, độ chính xác cao nữa, 6 tấc. Cái này nó không có 500 nha, nó không có 500, nhưng mà nó cực kỳ dày, thân nó dày, thủy tốt, thủy này hai vạch nó sẽ chính xác cao hơn, độ chính xác nó cao. Với một cây thước chia gốc dùng để anh em cắt làm mộc, cắt gỗ gì đó, vân vân. Đây,
xin qua là thép không rỉ nha. Hàng nội địa Nhật cái này là anh em sẽ để vào đây, anh em cầm đây, khóa lại, muốn cắt bao nhiêu độ đó xong nó khóa lại này và cầm cái cưa để cắt theo ha, đặt lên như thế này nè. Đây là miếng gỗ phải không? Và chúng ta áp vào đây. Ở đây là nó để chúng ta cầm như thế này, hoặc là chúng ta đè như thế này để giữ cái cử này ha. Đây là chỉnh gốc và rút cái cưa qua cắt thôi. Thép không rỉ. Rồi, combo này mình bán giá là 450 ngàn ha. 450 ngàn gồm một cái thước 6 tấc, thước nồi địa Nhật, thước căn thỉ và một cái thước kè róc inox ha. Mã đặt hàng của nó là CB106. CB106 với giá là 450. Và giá là giá chưa có ship nha. Tiếp tục là một cái combo CB107. CB107 sẽ là một cái thước cuộn 30m của Tajima nào đi Nhật ha. Đây là nó của Sekisui chứ, Sekisui. Nó sẽ là hai mặt anh em. Thước này nó có hai mặt luôn. Sợi thủy tinh rất là bền. Này thì nó có dùng rồi nhưng mà còn rất là mới. Hai mặt thước. Có những cái thước nó chỉ có một mặt thôi. À, thước cuộn á, có những thứ nó chỉ có một mặt à. Cái này nó thay hai mặt luôn. 30m. Và một cái xà cây. Đây, xà cây. Xà cây này thì nó sẽ là 260mm. Và một cái kìm răng. Kìm răng còn rất là tốt nha. Kìm này kìm tốt á. Thấy gì chứ nó cũ cũ nhưng mà rất là tốt. Ba cái sản phẩm này, combo này với giá là 320 ngàn. Mã đặt hàng là CB107. CB107 với giá là 320 ha. Và giá là giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí ship. Tiếp tục là một cái combo rồng, cũng là ba cái gỗ luôn. Đây anh em thấy là còn cái vỏ luôn nè, còn cái bịch này luôn. Nó xét nhưng mà nó chưa có dùng. Xét bên lớp bên ngoài. Với một cái xà cây 330mm của Yamaruchi, hàng mới chưa dùng. Và một cái búa đóng đinh đầu nhọn. Này có thể gọi là sỉ hàng các thứ. Combo này giá của nó là 380 ngàn. Mã đặt hàng là CB108. CB108 với giá là 380 nha. Và giá là chưa ship nha em, chưa ship. Tiếp tục là CB110 thì có một cái thước thủy bằng sắt của có đây, thước thủy đó là đời cổ đó nè, mình xé ra rồi là không có bắn lại được cái này nữa. Đây em thấy là cái vật thủy nó rất là đẹp không, là đi là nó lâu đời nhưng mà cái dịch thủy nó còn tốt vô cùng. Thủy này nó xài rất là bền, cực kỳ bền luôn, dường như là không vỡ nổi với cái thủy này. Có những cái thủy mà hàng Trung Quốc nó mau vỡ lắm, còn thủy này nó không có khó vỡ. Và hai cái bạch nó dường như là độ chính xác nó rất là cao, hai cái đầu thủy, hai cái đầu bọt á, nó sẽ nằm chính giữa. Nó sẽ khi mà chiếc giữa nó sẽ sát hai cái vạch hai bên luôn. Cái chiều dài của cái này là hình như là 300 mấy mili á. 300 mili ha, 305 mili là 3 tấc á. Rồi, một cái này với một cái bộ cà lê. Cà lê này là cà lê nội địa Nhật luôn nha. Tuy là xấu xí nhưng mà là cà lê nội địa Nhật đó. Hàng tốt đó. Thì đây là nó có các số là 8, 9. Cái này mình còn mấy bộ mình sẽ xả luôn cho nó xong. 8, 9 nè, 10, 12 nè, 12, 14 nè, 14, 17 nè, 17, 19 nè và 21, 23 ha. Tất cả là cái này. Đó. Hàng lorry nó đi Nhật đàng hoàng, thấy chứ là hàng xịn không đó, Japan. Đó, tuy là nó gì nhưng mà nó cứng. Rồi. À, nè, thấy lại cho mọi người xem lại nha. Combo này sẽ có hai món thôi và giá của combo này
là 330.000, mã đặt hàng là CB110. CB110 với giá là 330 ha. Giá chưa có phí ship nha anh em, chưa phí vận chuyển. Một cái tiếp tục combo là CB109. CB109 nó sẽ có là một cái dập ghim. Cái dập ghim nè. Hàng xịn nó đi Nhật ha, sóng xuống là nó sẽ dính như thế này. Rồi một cái mồi đinh, cái cây mồi đinh ha, cây mồi đinh nội địa Nhật. Một cái đục bê tông. Đây, cây đục bê tông. Cái đục bê tông này nó dài hơn 2 tấc ha. Đục bê tông. Đầu nhọn, đục này dùng để đục phá. Rồi, cái bô này mình bán với giá là 270.000, mã đặt hàng là CB109. CB109 với giá 270.000 ha, cho cái combo này. Và giá là giá chưa có có ship nha anh em, chưa phí vận chuyển. À, tiếp tục là sẽ cái combo kế nữa. Combo cuối cùng của video này. Đó là cái CB111 ha. CB111 thì cũng là một cái thức thủy của code mới toàn luôn. Cái này nó y chang cái nãy và nó kích thước của nó là tới 46 cm ha, hơn 46 cm. Và một cái này cân thủy gỗ ha. Cân thủy gỗ. Đó. Đây. Hai cái thước này. Thước này thước cân thủy gỗ thì như là nó dài là được 3 tấc á. 36 cm, dài 36 cm. Combo này mình bán giá là 400.000, mã đặt hàng là CB111. CB111 với giá là 400.000 cho combo này. Và giá là giá chi ship là 3 số 1 á, chưa phí vận chuyển như này. Cái này nó nặng nha em, cái này nó nặng chắc khoảng là 1 kg mốt á. Cái thước này không là ký mốt nè, bao bì rồi các thứ nữa thì nó sẽ ra chắc khoảng 2 kg. Rồi, cảm ơn anh em đã dành thời gian ra xem. Đặt hàng thì xin nhắn tin vào Zalo dụng cụ 24. Chỉ cần anh em khỏi cần tìm số điện thoại mà anh em hãy search ngay trên cái ô tìm kiếm bạn bè của mình, bấm chữ dụng cụ 24 là nó sẽ nhảy ra liền à. Rồi, cảm ơn anh em nha. Chào anh em, chào mọi người.